giờ làm lễ khai mạc. Trước tiên xin chào đón quý vị đại biểu cùng toàn thể các cầu thủ tham dự giải vô địch quốc gia năm 2023 vòng loại thứ 8 bộ môn câu cá cầm tay. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu về phía Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam. Xin đặc biệt trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Minh Định, Phó Chủ tịch Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam. Ông đã từ thành phố Hồ Chí Minh về tham dự với chúng ta. Xin tiếp đàn pháo tay nữa cho ông Huỳnh Minh Định. Về phía xã Nghi Hà có ông Võ Văn Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Nghi Hà. Về phía ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lý Hùng Cường, trưởng ban tổ chức giải. Ông Lê Quang Ánh, trưởng ban trọng tài. Và đặc biệt là cùng hơn 44 cầu thủ trong tỉnh và các tỉnh bạn đã về tham dự giải hôm nay. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các bạn. Trước khi buổi lễ được chính thức bắt đầu, xin mời toàn thể đại biểu cùng các vận động viên trình đấu trang phục bỏ mũ và làm chuẩn bị làm lễ cho cờ. Yeah. Cho cờ chào. Thôi, cảm ơn quý vị đại biểu và các bạn. Rồi chúng ta ngồi xuống ạ. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lý Hùng Cường, trưởng ban tổ chức giải lên phát biểu khai mạc. Kính thưa ông Võ Văn Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Nghi Hòa. Kính thưa ông Huỳnh Minh Định, Phó Chủ tịch Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các vận động viên, cộng ta các đoàn. Hôm nay câu lạc bộ câu cá thể thao Quảng Ngãi long trọng tổ chức giải vô địch quốc gia năm 2023 vòng loại tốn bộ môn câu cần tay tại hồ Quang Minh, thôn Hiền Lương, xã Nghi Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Giải vô địch Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam năm 2023 bộ môn câu cần tay là sự kiện thể thao hết sức có ý nghĩa, là điều kiện để các vận động viên có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm với nhau, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn Quảng Ngãi và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao nêu gương Bác Hồ vĩ đại. Qua tổ chức giải lần này, chúng ta có cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm và rút ra những kết quả đã đạt được, từ đó đưa ra kế hoạch hoạt động cho câu lạc bộ câu cá thể thao Quảng Ngãi trong thời gian đến phát triển tốt hơn, đồng thời chọn ra những cầu thủ có thành tích tốt để tham gia vào chung kết giải vô địch quốc gia do Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam tổ chức. Tại buổi lễ long trọng này, thay mặt câu lạc bộ câu cá thể thao Quảng Ngãi và ban tổ chức giải đấu, tôi xin chân thành cảm ơn địa phương xã Nghi Hà, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nhà tài trợ đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức giải câu. Xin chân thành cảm ơn các vận động viên đã tích cực đấy để tham dự góp phần vào việc thành công của giải. Chúc các vận động viên thi đấu đạt kết quả cao nhất trên tinh thần trung thực và cao thượng. Chúc ban tổ chức giải cùng các trọng tài giám sát điều hành vô tư, khách quan và chính xác để giải đấu thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải vô địch quốc gia năm 2023 vòng loại tóm bộ môn câu cần tay tại Quảng Ngãi. Xin kính chúc quý vị sức khỏe,
các trọng tài, các vận động viên và toàn thể quý vị, xin các trọng cảm ơn. Đề nghị các cầu thủ tuân theo luật cao đại hiện hành của Hiệp hội Bóng đá Thể thao Việt Nam. Chi tiết sẽ thông báo trong quá trình các cầu thủ cao. Lê Quang Ánh, trưởng ban trọng tài của giải, xin thay mặt tổ trọng tài lên tuyên thệ. Xin chào tất cả anh em cầu thủ. Tôi là Lê Quang Ánh, tổ trưởng trọng tài. Xin thay mặt ban trọng tài xin hứa sẽ điều hành nhiều giải một cách công tâm và chính trực nhất. Xin hứa. Chúc tất cả anh em đạt thành tích cao nhất nha. Cảm ơn anh Lê Quang Ánh. Để có thể tổ chức được giải ngày hôm nay, thì chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn cơ quan ban ngành và đặc biệt là Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hà đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giải. Cảm ơn anh Văn Đinh có mặt ngày hôm nay để anh em của tài tham gia bảo vệ hỗ trợ cho giải. Sau đây xin đến chương trình là bốc thăm và các cầu thủ giữ nguyên vị trí và bắt tay sẽ lên bốc thăm. Trước khi bốc thăm thì chúng tôi xin mời ông Huỳnh Minh Định lấy kiểm tra thăm và tổng thăm. Xe này. À ok này, bỏ vô này. Mời anh Bùi Công Tứ chuẩn bị. Mời anh Phạm Văn Xanh chuẩn bị. Anh số đoái kìa ta. Bốc nước mà. Cái gì đây? Không chiến. Dạ. Không chiến nha anh em. Và bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực vị trí anh em ha. Để ổn định chỗ ngồi ha. Mời tiến đến 10 9
5 7 6 5 4 3 2 1 2 chưa. Và một đợt kiến thức anh em ha, thì mình cũng đi hơi bị xa một xíu ha, thì có cái đó sẽ hy vọng người phê hiệp bọc thì mình đã đi hơi bị xa nên lại phê có cố gắng thì không ăn thua anh em ha, nên là mình đã cố gắng kiếm con cá lớn nhưng không được, không thì mình chấp nhận thôi anh em ha, thôi hẹn đợt sau mùa giới sau anh em ha. Có số ký là 3.495 ký. Giải là ông tướng một người anh Nguyễn Minh Dương với số điểm tổng hai hiệp là 10.5. Sau đây để trước khi đến phần trao giải thì tôi xin mời ông Huỳnh Minh Định, phó chủ tịch đội cá thể thao Việt Nam lên bắt đầu là phát biểu sau khi giải đã diễn ra. Mời ông. Dưới mà anh bóc một cái biên chân 11 này là chân 11 này đi biên là được rồi chứ biên cái chạy dâm con sót nhau luôn không hở được một cái gì luôn. Đi vậy đó mày đi có gì mày dứng thì mày sửa cái mic cho chú nghe. Có cái mic chứ. Ở đâu do để cái mic cho anh ta nó mút. Chúc mình các đối thủ đã cùng với cầu hôm nay giải hôm nay. Đúng ra đừng có đụng. Mình cũng như đội bóng đá Việt Nam là cố gắng phát triển ra nên các tỉnh miền Trung đi sẽ có cái cảnh chung cái trung bình và miền Trung bình và đặc biệt là hồ Quang Minh nên các chủ tịch hiệp hội cá thể thao Việt Nam đã có những lời phát biểu rất là quý báu và mong muốn rằng là sang năm chúng ta sẽ được đăng cai trận chung kết của giải vô địch quốc gia. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần trao giải. Sau đây xin mời ông Đỗ Ngọc Thọ lên trao giải con cá lớn nhất cho Bùi Ngọc Đức. Sau đây xin mời anh Phúc câu lạc bộ Tarun Gia Lai sẽ lên trao giải cho con cá chép lớn nhất cho Bạch Quang Minh. Vỗ tay ủng hộ chú Hùng này. Mời anh Hoàng Văn Xuân. Anh đang chụp hình. Giải khuyến khích tiếp theo là anh Phạm Hồng Sách Phụng 4 điểm, anh Phạm Hồng Sách Phụng 5 điểm với 28,170kg. Giải khuyến khích 3 là anh Trần Quang 5 điểm 20,5kg. Giải khuyến khích 4 là anh Nguyễn Văn Khôi 6 điểm 28,880kg. Sau đây xin mời anh Đình Văn câu lạc bộ Duy Xuyên Quảng Nam, anh Dương chủ câu Mít Dương Tâm Kỳ và anh Bùi Khánh Tính gồm Khánh Tài 79 fishing lên trao giải cho các anh đoạt chứng tích và anh Khánh Tài lên trao giải tích chụp hình lưu niệm. Mấy anh cho giải xong rồi mình khoát tay của mấy anh kia là cầm cái bảng để cho phân biệt. Đúng rồi. Tới là giải tư thuộc về anh Phạm Văn Xanh 4 điểm với 25,74kg. Mời anh Võ Nguyên Nhật là lên trao giải. Rồi có được cái giải gì không? Đứng đây luôn. Hay quá anh Bèo ơi.
Vâng, cảm ơn anh Lạc. Và đến với giải ba đấu thế, anh được giải ba luôn là anh Nguyễn Tấn Ngọc. Xin mời anh Nguyễn Tấn Ngọc với 4 điểm 29,245 kg. Mời anh Nguyễn Ngọc Đoàn Đắk Lắk, cầu thủ Đắk Lắk lấy trao giải. Lại lùi chứ, sao mà biết mình lanh tranh. Đây, đến với chúng ta là giải nhì, đã thuộc về anh Nguyễn Duy Cường, 3 điểm với 26,065 kg. Mời anh Bạch Quang Minh, chủ hồ cao Quang Minh lên trao giải nhì. Rất nguy hiểm. Quá là nguy hiểm. Thằng anh nữa. Lại gặp nhau nữa rồi. Thì em đang ngồi sát nữa. Thuộc về một cầu thủ mà đã có thể là gọi là cầu thủ trẻ, nhưng mà anh rất chịu khó lăn lộn từ hồ này qua hồ kia, cho nên là trình độ của anh nó lên rất cao. Đó là anh Phạm Kỳ Phong với 2 điểm tuyệt đối, 41,67 kg. Mời mọi người cho vòng tay. Sau đây mời anh Lý Hùng Cường, trưởng ban tổ chức, và anh Huỳnh Minh Định, phó chủ tịch hiệp hội bóng đá Việt Nam lên trao giải nhất. Chúng ta lên đây là mấy em ra trường là kịp luôn á. Họ đứng vô luôn cho đủ một chụp một tấm đây trước đã. Rồi rồi, nào tiếp. Rồi bây giờ mời các anh em mà nãy giờ chưa có hình hoặc là những em muốn chụp hình lưu niệm với nhau để một các em gái xinh đẹp. Xinh nhất hôm nay luôn. Kính thưa anh Quỳnh Minh Định, phó chủ nhiệm hiệp hội bóng đá thể thao Việt Nam, kính thưa toàn thể các anh chị em, các anh cầu thủ, qua cái thời gian thi đấu hơn 3 tiếng đồng hồ cho đến giờ này thì chúng ta cũng đã đánh giá được cái kết quả. Và một lần nữa thì xin kính chúc các cầu thủ đã hoàn thành cái phần thi của mình, và kính chúc các cầu thủ đã đạt giải trong tổ chức giải lần này. Và cũng xin thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn các nhà tài trợ, các đơn vị đã hỗ trợ và giúp đỡ để cho giải của chúng ta thành công tốt đẹp. Và cho đến giờ này thì cũng phải nói là chúng ta ghi nhận và đánh giá giải chúng ta đã thành công. Cuối cùng thì một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe tất cả các cầu thủ và quý vị đại biểu. Vâng, cảm ơn Lý Hùng Cường. Như vậy là phần về giải là chúng ta kết thúc, đã kết thúc thành công tốt đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đến chương trình bốc thăm may mắn 10 cuộc tước. Mỗi cuộc trị giá nghe nói thôi nha là 2 triệu mấy á. Thì nhiều cuộc là 2 triệu mấy đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ bốc thăm mỗi người may mắn là được một cuộc. Mời anh bốc thăm cuộc thăm trước thứ nhất. Cuộc thứ nhất đi. Số B01. B01. Hiệp 1. B01. Anh nào B01? Đây, Nguyễn Ngọc Đoàn. Rồi, xin mời anh Nguyễn Ngọc Đoàn. Đây, anh Đoàn. Để gửi hình ảnh cho nhà tài trợ, hiểu không? Số thứ hai là số bao nhiêu? 09. C09. C09 hình như mình phố mày. Phải không? À, Quỳnh Kim Tấn mà. C09. Quỳnh Kim Tấn. Nhớ. Anh rất là may mắn trong các giải bốc thăm, anh chuyên về bốc thăm. Bạn nào anh cũng có giải mà, anh đi đâu phải chuyên về giải bốc thăm. Anh số thứ ba, Nguyễn Xuân Hồng. Giải được không? Thứ ba bạn có là Võ Quang ngay. B02. Bà Minh Dương, bạn chưa có điểm nào không? Chưa. Anh này trong về bốc thăm này.
xin chào nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em nha. Dạ hôm nay đây là kết thúc. Chúc các em mạnh khỏe. Hẹn gặp lại năm sau.